cover, guys! Get cover! Let me switch back with you. I can't see him past these bushes. Does anyone have mail? Go inside! He's reloading, reloading. Drop your weapon! Tìm hiểu xã hội Hoa Kỳ qua cảnh thực thi pháp luật thực tế. Vụ việc xảy ra ở Hillsborough, Florida, Mỹ. Chiều ngày 9 tháng 12 năm 2021, cảnh sát địa phương nhận được cuộc gọi từ một nhân viên rửa xe cho biết một người đàn ông đang quấy rối các khách hàng khác trong tiệm rửa xe. Anh ta còn rút súng lục ra và bắn một viên đạn vào người gọi. Khi nghi phạm xảy ra tranh chấp với nhân viên, cũng là lúc anh ta đang livestream trên Facebook. Yo, what's up? Facebook Live, I'm Daniel Lottie. I'm talking to this guy. Nhân viên rửa xe lịch sự ra mời nghi phạm rời đi. Tuy nhiên, nghi phạm đã nhắm vào đầu anh nhân viên nổ súng. May mắn thay, anh ta bắn trượt và nhân viên này bảo toàn được tính mạng. Anh nhân viên được phỏng vấn với một nụ cười sau đó. He had a holster on his waistband. He like pointed at me, said, "I don't want to shoot you. Put it back." Pulled it out again, and then eventually just ended up shooting next to my head. Ít phút sau, có hai cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi các cảnh sát tiếp cận nghi phạm và cố gắng nói chuyện với anh, thì nghi phạm vừa bỏ chạy, vừa rút súng nhanh chóng bắn vào các cảnh sát. Vì vậy, hai cảnh sát đã xuống xe tuần tra, chạy đuổi theo nghi phạm. Đầu tiên, chúng ta hãy xem body cam gắn trên người của nữ cảnh sát đang lao tới phía trước. Get cover, guys! Get cover! Hey, he's shooting! We're getting cover! We're getting cover behind the Jiffy Lube! Hey, everybody take cover, he's actually shooting. Hey, wait! We have to see so we can get a description. Nghi phạm nổ súng vào cảnh sát từ xa, nên phía cảnh sát không nhìn rõ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm. Để tạo điều kiện cho đồng nghiệp và đội viện trợ cùng truy bắt, thì lúc này, nữ cảnh sát phải báo cáo chi tiết đặc điểm của nghi phạm trước tiên. I'm gonna try to get a description. Hold on. I see it. Is that right there? Yeah, okay, we have a black male wearing a light blue shirt. Hey, stop! Stop! Drop your weapon. Đây chính là nghi phạm đang cầm súng. Hang on. He's by a black minivan. He's loading a firearm. Drop your weapon. Drop it. Shooting at us. Shots fired. Nghi phạm tiếp tục bắn nhiều phát về phía cảnh sát và nữ cảnh sát đã kịp thời ẩn nấp né đường đạn. Can you see him? Yeah. Hold on. I need Brandon Boulevard shut down. Lúc này, nghi phạm điên cuồng nổ súng vào cảnh sát. By the vacuum machines. You do the talking. Okay. Hey, he's by the passenger door. He's by the passenger door. 443, I have discharged my firearm. Yeah, he's behind the car. Go inside! Lúc này, một người dân tò mò ở bên trái đã đến xem cuộc đấu súng. Nữ cảnh sát lập tức nhắc nhở anh ấy đi vào nhà. Vì hiện trường cuộc đấu súng ở khoảng cách xa, nên rất dễ gây tổn hại cho những người dân vô tội ở gần đó. Cover! Inside the car! Cover, inside the house! Cover! Tell me where you want to go next. Can you see him? Yeah. He reloaded. He's in the back. He's coming of the back car. Out. Nghi phạm lại bắn nhiều phát súng vào cảnh sát. Here, if I can, let me switch back with you. I can't see him past these bushes. He's on the phone. Does anyone have milk? Hãy cùng xem body cam trên người của nam cảnh sát. Yes, bro, do we know where he's at? Hey,
in cover behind the Jiffy Loop. Hey, everybody take cover. He's actively shooting. Hey, wait, wait. Để báo cáo đặc điểm nhận dạng của nghi phạm cho trung tâm điều phối, cảnh sát Christina đã quyết định là người đầu tiên lao tới, trước khi xác định được vị trí cụ thể của nghi phạm có súng. Động thái tưởng chừng như bình thường này, thực chất lại rất nguy hiểm đến tính mạng. We have to see so we can get a description. I'm gonna try to get a description. Hold on. I see it. Is that right there? Yeah, okay, we have a black male. We got him. Blue shirt. Hey, stop! Stop! Drop your weapon! Drop it! Drop your weapon! Hang on. Drop it! Black minivan. He's reloading, reloading. Drop your weapon! Khoảnh khắc nghi phạm giơ súng lên, năm cảnh sát đã nhanh chóng đẩy đồng đội của mình vào núp phía sau góc tường và tránh được viên đạn trong gang tấc. Shots fired! Shots fired! He's shooting at us. 94, 1018, 1018. Can you see him? Yeah. Hold on. It's not eyes. I need Brandon Boulevard shut down. Everybody. He's by the vacuum machines. You do the talking. Okay. He's on the passenger side, reloading. Christina. Yeah. Come over here, so we're all together. Come on. Can you see him? Yeah. He reloaded. He's in the back of the car. Here, find him. Does anyone have a phone? Dispatch, is he on the phone with us or somebody else? Sau đó, đội đặc nhiệm sơ vác và nhóm đàm phán khủng hoảng đã tiếp quản hiện trường. Sau khi đọ vài phát súng với đội đặc nhiệm sơ vác, nghi phạm tự động rút lui vào xe và gọi cảnh sát. Cho biết rằng anh ta đã được điều trị sức khỏe tâm thần từ một bệnh viện địa phương, nhưng cảm thấy rất không hài lòng. Sau nhiều giờ giằng co với cảnh sát, nghi phạm cuối cùng đã đầu hàng. Trong trận đấu khốc liệt này, nghi phạm Lai Ti, 35 tuổi không bị thương. Anh ta ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 12 cùng năm và bị buộc tội cố ý giết người cùng các tội danh khác. Báo cáo cho biết, nghi phạm có ít nhất 2 vũ khí vào thời điểm xảy ra vụ việc và bắn tổng cộng 72 viên đạn vào các cảnh sát. May mắn thay, không có thương vong trong cuộc đấu súng khốc liệt này. Nghi phạm sau đó được phát hiện mắc bệnh tâm thần nặng. Cảnh sát trưởng cũng bày tỏ quan điểm của mình về việc này. Everyone knows that I'm the biggest advocate when it comes to mental health treatment and getting those individuals in our community the help that you need. But that certainly, not for a fraction of a moment, justifies what this individual did here today by trying to murder 3 of our deputies that were doing nothing but trying to protect our community here today. I assure you this, he will now get the help that he needs. He'll get all the help that he needs, but now it will be from inside our jail.